Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin chuyển nhượng ngày 6 tháng 6 năm 2023. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn sẽ cùng cập nhật những chuyển động của thị trường chuyển nhượng trong 24 giờ qua. Liverpool chốt xong siêu tiền vệ. Thưa quý vị, nhà báo nổi tiếng Mr. Dầu Gội Đầu đã khẳng định Liverpool và Brighton đã đạt được thỏa thuận đầy đủ về việc chuyển nhượng của Mark Allister. Đây có thể coi là bom tấn chuyển nhượng đầu tiên của mùa hè năm nay. Ngôi sao người Argentina sẽ ký với The Kop bảo đồng 5 năm với mức phí chuyển nhượng là 60 triệu bảng. Mark Allister đã đồng ý các điều khoản cá nhân trước đó và sẽ trải qua một cuộc kiểm tra y tế trong khoảng 24-48 giờ tới. Sau đó thì anh sẽ chính thức đặt bút ký vào bảo đồng với Liverpool. Nhà báo Dầu Gội Đầu cho biết, Alexis Mark Allister đến Liverpool, chúng ta bắt đầu thôi. Thỏa thuận đầy đủ, đã hoàn thành việc hợp đồng rồi. Nó sẽ có hiệu lực cho đến tháng 6 năm 2028, thỏa thuận kéo dài 5 năm. Để có được chữ ký của tiền vệ ngôi sao vô địch World Cup 2022, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã phải thuyết phục bãi đạo chi ra tới 60 triệu bảng Anh kèm phụ phí để có thể đưa anh về Anfield. Mức lương được đưa ra cho cầu thủ này rơi vào khoảng 125.000 bảng trên một tuần, một con số xứng đáng với tài năng và những gì mà người ta kỳ vọng ở Mark Allister. Với việc bổ sung thành công Mark Allister ở khu vực giữa sân, thì rõ ràng tuyến tiền vệ của Liverpool hứa hẹn sẽ mạnh mẽ một cách đáng kể. Sợi dây liên kết tuyến trên với tuyến dưới sẽ liền mạch và gắn kết hơn. Tiền vệ năng động này có thể tạo ra tác động ngay lập tức và sẽ được đưa thẳng vào đội hình xuất phát của Liverpool. Huấn luyện viên Jurgen Klopp cũng đang mong muốn nhanh chóng lắp ghép đội hình mới bằng những cầu thủ chất lượng. Với sự bổ sung này thì Liverpool sẽ muốn lấy lại vị thế nhà vua của mình, vị thế mà họ đã đánh mất trong mùa giải vừa qua và cạnh tranh chức vô địch cùng những câu lạc bộ như ông lớn của ngoại hạng Anh. Hãy cùng chờ xem The Kop sẽ làm gì trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và họ sẽ thể hiện ra sao trong mùa giải mới. Chelsea bán cắt lỗ sao cho Real. Sau khi xác nhận để Karim Benzema rời đi, câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha lập tức phải lên kế hoạch để chiêu mộ tiền đạo mới, không chần chừ được nữa, ngay mùa này họ phải có. Một trong lựa chọn mà kênh Kế Trắng đưa ra đó là Kai Havertz, ngôi sao tấn công đã được Chelsea rao bán trong mùa này. Theo Sport One, Chelsea đã đồng ý mức phí chuyển nhượng đó là 52 triệu bảng cho Kai Havertz. Điều đó có nghĩa là The Blues đã chấp nhận bán lỗ bởi hè năm 2020 họ đã phải chi ra tới 71 triệu bảng để sở hữu chữ ký của ngôi sao người Đức. Kai Havertz đã thể hiện màn trình diễn khá thất vọng ở mùa giải vừa qua với chỉ 9 bàn, một pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Trong bối cảnh huấn luyện viên Pochettino đang thanh lọc đội hình, Chelsea hy vọng sẽ sớm bán được tiền vệ người Đức để tích lũy ngân sách cho các thương vụ khác. Bản thân Kai Havertz cũng cân nhắc rời Chelsea trong vài tháng qua. Cầu thủ 23 tuổi chưa từng thi đấu đúng kỳ vọng từ khi đầu quân cho The Blues vào năm 2020. Trong 3 mùa giải tại Stamford Bridge, Kai Havertz ra sân 139 trận, đóng góp chỉ 32 bàn, 15 được kiến tạo. Điểm sáng hiếm hoi của tiền vệ người Đức đó là bàn thắng ở trận chung kết Champions League năm 2021, giúp Chelsea đánh bại Manchester City, qua đó trở thành nhà vô địch châu Âu. Về phần mình thì Real Madrid từ lâu đã ngưỡng mộ tài năng của Kai Havertz và muốn chiêu mộ cầu thủ này kể từ khi anh còn thi đấu cho Leverkusen. Tuy nhiên, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha lúc đó thì không thể đáp ứng được mức giá mà đội bóng nước Đức đã yêu cầu, nên đành nhìn Kai Havertz đầu quân cho Chelsea. Kai công chúa có thể sẽ thi đấu tốt cho vai trò tiền vệ tấn công và tiền đạo ảo. Dù không ghi được nhiều bàn thắng nhưng cầu thủ người Đức đóng góp nhiều cho lối chơi tấn công của Chelsea bằng khả năng di chuyển linh hoạt và liên kết lối chơi. Ngoài Kai Havertz, Real Madrid còn đang để ý đặc biệt đến Harry Kane, nhưng đã gặp trở ngại lớn bởi Tottenham yêu cầu mức phí lên đến 200 cú bảng. Benzema 90% sang Ả Rập đối đầu với Ronaldo. Chiều ngày 5 tháng 6, chuyên gia săn tin Mr. Dầu Gội Đầu đã tiết lộ một lần nữa tiền đạo Karim Benzema chính thức lại một lần nữa quay xe, không ở lại Real mà sẽ ký hợp đồng với câu lạc bộ Al Ittihad ở Ả Rập Xê Út. Karim Benzema đã ký hầu hết các văn bản chính thức cho hợp đồng để trở thành cầu thủ mới của câu lạc bộ Al Ittihad tại Ả Rập Xê Út. Thời hạn hợp đồng này kéo dài khoảng 2 năm đến tháng 6 năm 2025, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm một mùa giải. Karim Benzema sẽ nhận mức thu nhập lên đến 200 triệu euro trên một năm, thậm chí còn hơn, bao gồm tiền lương, các giao dịch về thương mại và lợi ích đi kèm. Tờ Reuters cũng đưa tin Al Ittihad nhiều khả năng sẽ là bến đỗ tiếp theo của Karim Benzema trong 2 năm tới. Cụ thể thì tuyển thủ Pháp sẽ nhận 220 triệu euro trong 2 năm thi đấu tại quốc gia này. Vâng, một con số quá khủng và không thể chối từ. Karim Benzema sẽ là bảo đồng lịch sử đối với Al Ittihad, đồng thời trở thành cầu thủ có thu nhập cao thứ hai tại giải đấu sau Cristiano Ronaldo, 400 triệu euro trong vòng 2 năm. Theo báo chí Tây Ban Nha, sau khi có được Karim Benzema, câu lạc bộ Al Ittihad đang chiêu mộ thêm trung vệ Sergio Ramos, người cũng vừa chia tay Paris Saint-Germain. Cùng với đó là đội bóng Al Hilal, xếp thứ 3 sau Premier League mùa giải vừa rồi, có thể sẽ chiêu mộ thành công ngôi sao Lionel Messi. Chelsea công bố tân binh, cổ động viên tin sẽ giành quả bóng vàng. Trên trang chủ thì Chelsea xác nhận đã đồng ý ký hợp đồng với tiền vệ 16 tuổi, Kendry Payet đến từ Independiente. Thưa quý vị, là thần đồng của Ecuador đã trở thành tân binh đầu tiên của The Blues dưới triều đại huấn luyện viên Pochettino. Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá Tây London sẽ phải đợi thêm 2 năm nữa mới được chứng kiến Payet khoác áo Chelsea
vì theo quy định, cao thủ Nam Mỹ chỉ được sang châu Âu khi đủ 18 tuổi. Chelsea cũng đã thông báo chính thức, Chelsea đã đồng ý ký hợp đồng với tiền vệ tuổi teen Kendry Payet từ Independiente. Cầu thủ người Ecuador sẽ gia nhập Chelsea sau sinh nhật lần thứ 18. Payet là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Nam Mỹ, nhờ sự kết hợp giữa khả năng dây bóng khéo léo, kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật rất tốt. Payet đang chơi cho đội 1 của Independiente Del Valle, ghi một bàn sau 5 trận ra sân ở giải vô địch quốc gia Ecuador. Payet cũng đã gây ấn tượng tại U20 World Cup cùng U20 Ecuador khi trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn tại giải đấu này. Người hâm mộ của The Blue thực sự rất hào hứng với bản hợp đồng được hứa hẹn cho tương lai của câu lạc bộ. Chelsea thì không công bố mức giá, nhưng theo Sun Sport, họ đã phải chi trả 17,5 triệu bảng để có được chữ ký của Payet. Mức phí này đã giúp cho The Blues đánh bại Man United và cả Borussia Dortmund, nhưng đội bóng cũng đã quan tâm tới thần đồng của Ecuador. Một người hâm mộ Chelsea thậm chí còn dự đoán Payet sẽ giành quả bóng vàng vào năm 2029. Một người khác thì cho rằng một tương lai tươi sáng đây rồi. Thật tuyệt vời, chúng ta đã ký hợp đồng với một trong những người sẽ giành quả bóng vàng trong tương lai đấy. Hay có những comment kiểu như bảo đồng đầy hứa hẹn, một tài năng thực sự. Bố muốn Messi về Barca. Ông George Messi, cha đẻ và đồng thời là người đại diện của Lionel Messi, vừa bất ngờ báo tin vui cho người hâm mộ Barcelona. Chưa bao giờ fan Barca mong Messi tái hợp đội nhà như lúc này. Về phía Barca thì chủ tịch Laporta đang làm tất cả những gì có thể để đón Epulga về mái nhà xưa. Dù rằng có rất nhiều thông tin cho rằng câu lạc bộ đến từ Saudi Arabia, đó là Al Hilal, đang ở rất gần Messi. Theo nhà báo người Tây Ban Nha Tony Giammatti, La Liga đã đồng ý thông qua thương vụ Messi. Sau khi được La Liga đồng thuận, chủ tịch Laporta vừa có cuộc gặp với ông George Messi. Sau cuộc gặp chủ tịch Laporta vào ngày hôm nay thì cha đẻ đồng thời người là người đại diện của Messi khẳng định con trai của ông muốn thực sự trở lại Barcelona không chỉ để sinh sống mà còn chơi bóng nữa. Ngoài ra George Messi cho biết ông cũng muốn Epulga tái hợp với Blaugrana. Leo muốn trở lại Barcelona và tôi cũng muốn Leo trở lại. Trở lại Barcelona là một lựa chọn, chắc chắn là như thế. Tôi tin rằng Leo sẽ có thể trở lại. Hiện tại thì Barca và ông George Messi vẫn đang thương thảo hợp đồng. Nếu các điều kiện cá nhân được đáp ứng, Epulga có thể sẽ lại có ký kết giao kèo với Barcelona. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Barca chỉ có thể trả Messi mức lương 12 triệu euro trên một năm. Trong khi đó, Al Hilal chào mời tuyển thủ Argentina mức thù lao 500 triệu euro trên một năm. Về phía Inter Miami của David Beckham, đội bóng này sẵn sàng trả Messi 50 triệu euro trên một năm. Dù chấp nhận chi khủng nhưng Al Hilal và Inter Miami gặp khó trong thương vụ này vì Epulga thực sự muốn ở lại châu Âu chơi bóng đỉnh cao thêm vài năm nữa. Đây là thời cơ để Barcelona chiêu mộ Messi. Tuy nhiên nếu như Blaugrana không đáp ứng được các điều kiện của Messi và tỏ ra chậm chạp trong những quyết định cuối cùng thì tiền đạo 35 tuổi có thể sẽ lựa chọn Saudi Arabia. MU ra giá cho Mason Mount. Man United đã nổi lên là ứng cử viên sáng giá nhất để ký hợp đồng với anh núi của Chelsea. Truyền thông Anh khẳng định Mason Mount rất muốn chuyển đến Old Trafford chơi bóng, trong khi đó mang về một tiền vệ mới là ưu tiên hàng đầu của huấn luyện viên Erik ten Hag. Theo Football Insider, Mason Mount nhận được mức lương sẽ lên tới 200.000 bảng mỗi tuần tại Old Trafford nếu anh đồng ý đến đây. Con số này hơn gấp đôi những gì mà anh nhận được tại Chelsea, được cho là rơi vào khoảng 80.000 bảng mỗi tuần. Mới nhất theo Telegraph, xác nhận thì Man United đưa ra mức phí 50 triệu bảng gửi đến Chelsea với hy vọng có được Mason Mount. Quỷ đỏ tin rằng mức định giá này là hợp lý trong bối cảnh Mount chỉ còn một năm hợp đồng. Dù vậy, để thương vụ được thông qua, Man United buộc phải đưa ra một thỏa thuận nằm trong khoảng từ 60 triệu đến 70 triệu bảng. Đây là con số yêu cầu tối thiểu từ phía The Blues. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chuyển nhượng ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của Tuyền Văn Hóa Ẩm Thực.